Emma Lê, bông hồng lai chính thức lọt mắt xanh MUV, chuẩn bị mang chuông đi đánh xứ người. Emma Lê sở hữu ngoại hình lai Tây cuốn hút, nếu cô được lựa chọn đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2023 thì nhiều khả năng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ. Cho đến lúc này, tấm vé đại diện cho nhan sắc Việt đến với Miss Universe 2023 vẫn chưa lộ diện, tất cả chỉ dừng ở việc đoán ra đoán non. Câu hỏi mà fan thắc mắc chính là Thanh Khoa, Hương Ly hay một cái tên khác. Để chạy đua với thời gian tìm ra việc đại diện sớm nhất trong tháng 6, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam sẽ tổ chức buổi casting để sàng lọc các ứng viên. Theo chia sẻ của Emma Lê, nhan sắc lai Tây sinh năm 2000 đã được ban tổ chức ngỏ lời tham gia tuyển chọn. Đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử nhan sắc Việt khi tìm kiếm đại diện mang chuông đi đánh xứ người tại Miss Universe. Bởi trước đó, từ năm 2008 đến nay, đa số các chiến binh Việt đều bước ra từ họa Hoàn Vũ Việt Nam, Thùy Lâm, Võ Hoàng Yến, Phạm Hương, Khánh Vân, Ngọc Châu hoặc phải có danh hiệu quốc gia khá chính thống, Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, Hoàng My, Á hậu 1, Hoa hậu Việt Nam 2010. Việc Unimedia, Unicorp mất bản quyền về tay một đơn vị khác cũng dẫn đến việc đơn vị mới không kịp tổ chức một cuộc thi Hoa hậu riêng nên năm nay phải tổ chức buổi casting. Theo đó, các cô gái nhận được lời mời phải có mặt để thuyết phục ban giám khảo tin tưởng mình sẽ là ứng cử viên tốt đeo sáp Việt Nam nối gót Ngọc Châu. Emma Lê, tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000, là sinh viên quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế. Cô có bố người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên Lê Hóa, quen thuộc với khán giả khi từng đóng một số bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn, Khi Con Là Nhà, Cánh Đồng Bất Tận. Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, Emma còn giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ nên Emma có chiều cao khá lý tưởng là 1m70 cùng gương mặt đầy khí chất. Cô đã show làm mẫu ảnh, chụp hình quảng cáo. Emma Lê được khán giả gọi là bông hồng lai bởi vẻ ngoài lai Tây. Nữ diễn viên sinh năm 2000 chia sẻ vì ngoại hình này, nhiều người không nghĩ cô là người Việt trong lần đầu gặp mặt. Bên cạnh đó, cô gái 23 tuổi thừa nhận vẻ ngoài chính là điều cô tự tin nhất về bản thân. Vừa qua, Emma Lê đã có màn debut khá thành công với hai vai diễn, nữ nhân viên văn phòng mạnh mẽ quyết liệt trong series Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ và tiểu thư Lucy Huệ quyến rũ đanh đá của phim điện ảnh Trăm Tỷ Chị Em 2. Emma vừa tự hào, vừa thấy rất may mắn khi bộ phim điện ảnh đầu tay đã cán mốc 100 tỷ. Đây chính là trái ngọt cho những nỗ lực của tất cả ekip và cũng là một cột mốc, sự khích lệ rất lớn để mình vững tin hơn vào bản thân lẫn con đường đã chọn. Một thành tựu nhỏ khác từ dự án điện ảnh đầu tay và các hoạt động nghệ thuật khác của Emma trước đó chính là hiện tại mình có thể thay mẹ hóa tự chi trả học phí. Emma đã được truyền cảm hứng từ những vai diễn của mẹ rất nhiều, nhưng bản thân mình không muốn dựa dẫm vào mẹ và mẹ cũng rất ủng hộ việc Emma cố gắng để tự lập trong cuộc sống lẫn công việc như thế này, nữ diễn viên chia sẻ. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Emma Lê là người mẫu tham gia diễn xuất trong nhiều MV của các ca sĩ như Sơn Tùng MTP, Subin Hoàng Sơn. Nàng mẫu cá tính cũng là cái tên được dân tình ủng hộ thử sức sân chơi nhan sắc. Hiện tại dường như người đẹp đã bắt đầu thấy hứng thú với lời đẩy thuyền này. Từng nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ về việc lựa chọn cùng lúc hai con đường học vấn và nghệ thuật thay vì tập trung theo đuổi đam mê, Emma Lê khẳng định bản thân vẫn muốn cố gắng tốt nghiệp đại học để tập trung 100% cho sự nghiệp nghệ thuật. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của Emma là hoàn thành tốt việc học và ra trường đúng hạn. Khi đã không còn điều gì chi phối, mình tin bản thân sẽ có thể làm tốt hơn nữa cho công việc và cũng là đam mê lớn nhất này, tân binh Gen Z bộc bạch.